Mình lại xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay mình đã thay xong cái phớt bơm nước của con xe Lít 110. Thì như đã nói ở cái video trước, mình sẽ chế cho khách hàng cái con xe Lít này để mở yên bằng bằng điện anh em nhé, như cái dòng Attila luôn. Thì mình cũng đã kiếm được cái con chuột đề đây rồi. Kiếm được cái con chuột mở yên đây rồi. Nó là cái nam châm điện thôi anh em ạ. Đấy, nó là cái nam châm điện thôi. Thế cho điện vào là nó hút. Đấy, để nó kéo cái khóa mở yên thay cho cái động tác cái dây của mình. Đấy. Thì mình sẽ tiến hành mình chế thôi. Đấy, thì anh em xem cái kênh của mình thì anh em biết rồi. Cái kiểu gọi là xe để mà chế cháo nọ kia điện đóm thì mình cũng không làm bao giờ đâu. Đấy, cho nên là mình không phải là mình không làm được nhá, mà mình không làm. Thì những cái đấy mình cũng không làm đâu. Đấy, chủ yếu là mình làm theo nguyên bản thôi. Chỉ có hôm nay là nói chung là ngoại lệ thì là khách hàng có nói đúng ra ấy, cái xe này là khách hàng là cũng nhiều khi có tuổi rồi. Đấy, đi thì nhiều khi mở yên ấy, nó ở cái nấc giữa. Anh em biết là cái xe Lít thì ở nấc giữa thì ấn chìa khóa vào thì mở được yên. Đấy, nhưng nhiều khi khách hàng mở nhiều khi là cũng có tuổi rồi, nhưng mà nó cứ lắm lúc lại không đúng cái nấc giữa nên là khách hàng ấn cũng không mở được yên. Đấy, thì có bảo là có chế cho khách hàng làm sao mà mở được yên bằng phương pháp là nhấn công tắc không, như kiểu là dòng xe Attila đấy thì anh em biết rồi. Đấy, thì nó thuận tiện cho khách hàng. Thì mình vào cái đấy thì để mình xem, nếu mà mình tìm được cái con chuột mở yên này thì mình sẽ chế cho. Đấy, mình sẽ chế được. Đấy, thì mình cũng đã tìm được rồi. Đấy, anh em nhìn thấy trên tay mình đây chính là cái con chuột mở yên của xe Attila nhé. Con xe Attila nó có cái chuột mở yên ở đuôi xe đấy, thì mình lấy của nó. Thì anh em thấy là gì, mình rất may là mình nói thật với anh em là mình ra chỗ người ta thu mua sắt vụn đấy, mình ra 1-2 cái điểm thu mua sắt vụn, và mình đã thấy bây giờ anh em ra những cái điểm thu mua sắt vụn nhiều khi là những cái dòng xe mà nát ấy, người ta thu mua là có ấy, những cái chi tiết có khi anh em tìm được nhé. Thì mình ra thì mình rất may mình tìm được cái này. Đấy, Attila giờ nó nát bét hết rồi. Đấy, người ta trả chữa cho người ta bán sắt vụn thôi. Thì mình thấy được cái này còn thì mình tháo mình mang về và mình thử thì vẫn được, vẫn còn hoạt động. Đấy, thì mình tiến hành mình chế cho khách hàng. Đấy, thì anh em nào muốn chế cháo cái mở yên này thì anh em tham khảo nhá. Thì cái này mình vừa rồi mình cũng ướm qua vào rồi. Thì nói chung là cái này thì anh em làm thì nó cũng dễ thôi, không có cái gì cả. Đấy, thì mình làm theo cái phương pháp của mình, còn anh em chế đẹp hơn thì theo cái phương pháp của anh em nhé. Thì trước tiên thì anh em tháo cái cụm khóa yên này ra. Thì đây chính là cái vị trí bắt cái cảm biến góc này. Đấy, xe này thì đời 2012 không cảm biến góc, thì người ta vẫn chế hai cái chỗ để bắt cảm biến góc nhưng nó không có. Thì anh em duỗi thẳng ra nhé. Anh em duỗi thẳng ra, anh em đừng để cong, bởi vì cong nó sẽ tiến về phía trước này, thì khi mình để cái con chuột mở yên đây này, đấy, nó sẽ chạm vào cái hộp yên lúc mà mình cho xuống. Thì mình duỗi thẳng ra để cho cái con chuột mở yên nó đi sâu vào một chút, nó đỡ bị chạm, đúng không ạ? Đấy, thì mình đã duỗi thẳng ra rồi. Đấy. Hai là anh em cái này nó hơi rít thì anh em gen taro 5 lại cho nó có gen một tí cũng được nhé. Rồi anh em bắt ốc hỗ trợ thêm thì cái đây tùy anh em nhé. Thì đây, con chuột mở yên thì nó có cái tai thế này rồi. Nó có cái tai sẵn rồi. Đấy, thì anh em lợi dụng cái tai này anh em bắt luôn vào cái chân để bắt cảm biến góc, đúng không ạ? Còn một bên đây, anh em lấy ngay cái má phanh đĩa anh em hàn thêm ra để nó hỗ trợ để cái con chuột nó không xoay đi xoay lại nhé, nó chắc hơn, đúng không ạ? Thì mình đã chế đây rồi. Đấy, nó nhanh, nó chả có gì cả, chấm hàn điện tí xong. Đây, mình đã chế xong rồi đây. Đấy, đây anh em này. Đấy, rất là bắt ở đây rất là chắc nhé. Đấy, thì mình tiến hành mình bắt ốc rồi đã. Đây, mình bắt ốc rồi đã. Thực tế thì anh em tìm được cái con chuột mở yên của Attila này thì anh em chế nó nhanh lắm mà nó nhàn. Hay là cái xe này cái chỗ chế nó thoáng em ạ. Đấy, cho nên là cũng rất là dễ chế thôi, chẳng có gì.
mình cứ bắt tạm ở đây đấy. Bắt tạm ở đây để có gì thì mình sẽ bắt ốc hỗ trợ thêm bên đây nhé anh em nhé. Bắt chặt nó vào xong bắt ốc hỗ trợ thêm. Còn anh em chế, anh em hàn, anh em sơn giết thì tùy nhé. Đấy mình hãng tạm thế đã. Để thấy được cái gì, cái công đoạn mình chế là ok. Đấy, bây giờ mình chưa bắt giấy yên luôn đâu nhé. Mình để ra ngoài đã để mình thử đã. Đấy thì bây giờ anh em muốn chế được cái này nữa thì đây chính là cái công đoạn là gì, anh em khi mà mình cấp điện cho cái con chuột mở yên xe này nhé. Đấy thì nó sẽ gì, điện 12V sau khóa thôi, anh em lấy điện dương 12V sau khóa nhé. Còn là anh em làm một cái công tắc đúng không ạ, khi mà anh em bật công tắc lên thì có điện đúng không ạ, và nhấn một cái nút, anh em chế cho mình một cái nút nhấn ở đâu đó tùy anh em nhé. Nhấn một nút cái thì là cái sẽ có điện. Đấy, cấp điện cho con chuột này để nó hút, để nó đẩy cái này ra. Đây anh em nhìn này. Đây. Đây nhá, mình khóa yên lại này. Đây là khóa yên rồi đúng không ạ? Đấy thì cái nhiệm vụ là cái dây là kéo cái này. Thì bây giờ mình cho vào đây cái chỗ đám này. Anh em đẩy cái là nó sẽ mở khóa yên ra. Thì anh em chế mỗi người một kiểu tùy anh em. Anh em muốn chế kiểu gì chế. Nhưng mà mình lấy cái inox này, mình uốn cái lỗ tròn này, mình khoác nó vào cái tai này. Đấy, và gì, mình chỉ việc hàn vào đây thôi. Đấy, anh em hàn vào đây cho mình. Đấy, anh em hàn vào đây cho mình. Đấy, hàn chắc vào đây nhé. Thì khi mà cái con chuột này nó gì, nó hút ngược lại thì nó sẽ đẩy cái này ra, nó đẩy cái này ra là được, thế thôi, là yên mở ra thôi, rất là dễ nhé. Đấy, không có cái gì là cái gọi là khó khăn cả. Thế bây giờ mình tiến hành mình hàn vào đây đã. Đấy, đây mình hàn vào đây đã nhé. Sau khi mình đã chế xong cái một cái thanh sắt, đây anh em nhìn này, mình uốn tròn cái đầu này vào. Đấy, mình đút vào cái đầu bên của cái mỏ này. Đấy, và mình gì, uốn góc vuông, mình hàn vào cái này. Đấy, để khi mà cấp điện cho cái con chuột này, cái 500 điện này thì nó sẽ đẩy ra. Đấy, nói chung nó cũng lằng nhằng phết đấy anh em ạ. Đấy, mình cũng đã hàn xong rồi. Đây, để mình thử nhé, để anh em xem này. Đây, bình thường mình khóa yên này, mình khóa yên thì nó đẩy xuống này, nó đỡ này, đúng không ạ? Đấy, khi mình cấp điện cho cái con chuột này thì nó sẽ hút này. Đấy, nó kéo để đẩy cái khóa yên mở ra. Bây giờ mình thử lắp vào xem có hoạt động được không. Đấy, bây giờ mình thử đã. Đây, mình để gần ở đây cho anh em theo dõi nhé. Đây, cái này thì anh em phải hơi đẩy uốn cong vào trong nhé, thì nó không tì vào cái yên xe, anh em phải uốn cong vào trong nhé. Để mình thử đã, nó có hoạt động được không nữa. Nhiều khi ở ngoài thì mình thử thì hoạt động, nhưng mà đến khi lắp vào nó bị tì đè rồi cuối cùng nó lại bị kẹt, nó không, chưa chắc đã làm việc đâu. Nên mình cứ thử cho ăn chắc đã xem thế nào. Sau đó mình nói chung là công đoạn là đã khóa được yên và mình cấp điện cho và mở yên ngon lành rồi thì chắc chắn là thành công 100% rồi. Đấy, anh em chỉ còn đấu điện dương sau khóa, điện dương sau khóa. Đấy, và anh em làm nút bấm thôi nhé. Là khi ta bật khóa điện nên là mình bấm nút là cấp điện cho cái này là nó sẽ hút và mở được yên thôi. Tự nhiên mình có cái yên mở bằng điện luôn. Để nhưng mình thử đã xem thế nào đã. Đấy, đây, cái này mình để tạo nên mình không dùng dây. Để mình đi lấy đoạn dây điện đã xem thế nào đã. Mình lấy dây điện đấy nhá. Giờ cũng hơn 8 giờ tối đấy anh em ạ. Mình cũng tranh thủ buổi tối mình lọ mọ thôi, chứ còn ban ngày chắc là cũng chả làm được cái việc này. Cái ắc quy về đây xem thế nào đã. Đấy,
Đây, bỏ cái dây ra. Thôi, giờ mình cho yên vào xem sao. Yên vẫn hơi kích một chút. Đấy, nhưng mà đẹp rồi. Đấy, anh em đẩy nó về đằng sau để nó đỡ tì vào cái con chuột này nhé. Đấy, được rồi. Yên lắp rất là gọn gàng. Đấy, không bị căng gì cả. Đấy, vừa đẹp luôn. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, bắt ốc là xong thôi. Đấy. Bắt ốc là đẹp thôi. Thôi, giờ mình thử hợp yên lắp xuống như thế nào đã. Đây, mình để đây đã. Được rồi, rất chắc rồi. Yên rất chắc nhé, anh em nhé. Mình thử cho điện vào xem có mở được yên được không đã. Đấy. Đây, mình nối điện acquy 12V xem nào. Rồi, ngon rồi. Anh em nghe thấy tiếng tạch chưa? Mở được yên ra rồi. Đấy. Vậy thì mình chế xong rồi. Tuyệt vời rồi. Đấy, anh em thấy là gì? Ok luôn, đúng không ạ? Mình làm lại một lần nữa xem nào. Thế này xong rồi mai mình chế nút để bấm yên. Đấy, còn đặt ở đâu thì cho anh em nhé. Miễn là cái công đoạn này là cái công đoạn gọi là quan trọng nhất là mình làm được đây. Yên rất chắc anh em này. Rất không lên nhá. Để mình lại nối điện một lần nữa xem nào. Anh em nghe tiếng con chuột nó hít khỏe không? Đấy. Xong rồi. Đấy, anh em thấy không? Tuyệt vời chưa? Đấy. Mình đóng lại một lần nữa nhé. Rồi, chắc lích luôn. Anh em nhìn mình nối điện này. Rồi, yên bật lên luôn. Đúng không ạ? Đấy. Tuyệt vời chưa? Đây, mình lại làm một lần nữa cho anh em xem lần cuối cùng này. Thế này xong ngày mai mình đi điện, mình làm nốt cái đường điện. Đấy, còn nút bấm thì như mình nói với anh em rồi. Mỗi anh em thích bấm vào đâu thì đấy là do anh em nhé. Công tác anh em làm cái nút, anh em ấn một cái là nó mở yên, nhả ra cái thì nó tách điện ra nhé. Đấy. Chắc chưa? Đây này, mình đấu điện cho anh em xem này. Rồi, mở yên bằng điện rồi. Vậy thì con xe lít này đã thành một cái yên như con yên Attila rồi. Đấy. Rồi, thử luôn này. Rồi, ngon lành rồi em ơi. Tuyệt vời rồi. Vậy thì em xe lít sẽ được mở khóa yên bằng điện như Attila rồi. Đấy. Thì mình cũng là tận dụng cái đồ gọi là cái xe Attila bỏ đi thôi thì mình làm ở đấy cũng được. Đấy, thì anh em nào làm thì anh em làm như thế nhá. Đấy. Mình thử rồi. Đấy, tuyệt vời rồi. Yên thì đóng cực chắc luôn. Đấy. Chắc lích luôn nhá. Đây. Dí kêu cái tạch cái luôn anh em này. Đấy, anh em thấy không? Ra luôn. Thôi, mình khả năng mình kết thúc video đây thôi. Vì có anh em lại điện cho mình đây rồi. Đây rồi, có anh em điện cho mình đây rồi. Đây, đây anh em ở rất xa nhé. Tận Tuyên Quang này anh em này. Đấy. Mình xin tạm dừng video đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nhé. Anh em cần máy đọc lỗi vẫn cứ liên lạc với mình nhé. Theo địa chỉ của mình đây. Số điện thoại của mình đây 0979407116 nhé. Đấy. Thì mình cũng xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.